Vâng, xin chào. Tôi loa này trước khi gửi cho khách ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, test lại sản phẩm. Đây là một đôi loa giàn đại Kenwood mà những ngày gần đây tôi đã rất có nhiều hàng. Trong một lô có 8 đôi, có 2 đôi Kenwood. Đây là một đôi Kenwood DG1, mặt tiền đẹp xuất sắc luôn, viền kim loại sáng bóng, bán giá 2,8 triệu đồng. Và nhà thì vẫn còn loa Pioneer và một đôi Kenwood hệt như này nữa, Pioneer Z91, Z92, rồi Technic, Hitachi, còn mấy đôi nữa. Tùy theo giá phải 2,8 đến 3 triệu đồng một đôi. À, bãi nguyên zin 100%. Hàng trước khi gửi cho khách thì đều test lại cẩn thận, rất kỹ càng, quay rõ từng vị trí. Nhìn trời trong mưa, gân là gân vải, hàng bãi nguyên zin trăm, gân vải nó không mục, không thay, không phải thay. Đây là mặt sau, hình thức tương đối đẹp luôn, Kenwood DG1. Đây là thông số kỹ thuật của loa, 6 ohm 80W, sản xuất tại Nhật Bản. Loa dàn thì nó sẽ trùng được series, còn loa rời thì các bạn có muốn trùng series chả có đâu nhé, bởi vì nó bốc quá nhiều lượng loa dàn, loa rời. Tìm đâu mưa như ngày xưa, rớt rơi hiên nhà nhìn đời đắm mưa. Giờ này trời mưa rơi anh còn nhớ hay quên? Trắng trời. Loa hoạt động hoàn hảo, đầy đủ các giải âm, bass, mid, treble. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.